Sầu riêng chư mờ ga vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể sầu riêng chư mờ ga. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm trên cơ sở đề án phát triển sầu riêng của tỉnh Đắk Lắc, huyện Chư Mơ Ga đã quy hoạch và phát triển được vùng sầu riêng của huyện với trên 4.100 ha, trong đó quy hoạch vùng chuyên canh trên 1.000 ha tại xã Ea Ta, và một số xã lân cận, diện tích cho thu hoạch năm 2023 trên 1.000 ha, sản lượng ước đạt 25.000 tấn. Đến nay, huyện Chư Mơ Ga có 13 doanh nghiệp liên kết sản xuất, tư vấn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm với các hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng được 37 mã số vùng trồng sầu riêng với trên 831 ha.